Chị xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả bác sĩ Đỗ Duy Ngọc. Thưa quý vị, bài viết này có một chữ à, láo. Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng, thời đại ta đang sống hóa ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây? Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu cứ tưởng nó giỏi. Hóa ra chẳng phải thế. Nó chỉ là cái kẻ treo dê bán chó, mua ba chục ngàn, bán 600 trăm ngàn, không giàu sao được. Thế rồi cái lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử. Kẻ thì đem hóa chất trộn vào thức uống khiến cho người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng. Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống, nuôi một đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống tuyên bố cứ như đấng khải đạo. Một ông chuyên làm thép, nghĩ toàn cái chuyện xây dựng những công trình có hại cho dân, nhưng mà lúc nào cũng mặc áo lam đeo tràn hạt nói toàn chuyện Phật Pháp. Một tập đoàn làm nước mắm giả toàn hóa chất bỏ biết bao nhiêu tiền để quảng cáo lừa dân, bỏ tiền đầy túi. Một tập đoàn khác mua hóa chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những kẻ phát hiện sai sót của sản phẩm mình để đưa họ vào tù. Lại chuyên nói lời có cánh ấy kẻ buôn gian bán lận lại dạy cho xã hội đạo đức làm người. Thời đại đảo lộn tất, hài thế nhỉ? Mà vẫn không thiếu kẻ tôn sùng, xem các ông ấy như tấm gương sáng để mà nói theo. Khi vỡ lỡ ra, chúng toàn kẻ nói láo, tất cả đều chỉ tìm cách lừa đảo nhau. Toàn xã hội rặc kẻ nói láo, ca sĩ nói láo theo kiểu ca sĩ, đạo diễn nói láo theo kiểu đạo diễn, diễn viên nói láo theo kiểu diễn viên. Ơi ừ thi họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên láo quen thành nếp, lúc nào cũng láo. Thế nhưng có những kẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn mồm nói láo. Thi gì cũng láo, từ cái chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt láo cả. Ngay chuyện từ thiện cũng rặc chi tiết láo để mà mua nước mắt mọi người. Cứ có chuyện là loanh quanh láo khoét, kẻ buông lớn láo, kẻ bán hàng rong ở bên đường cũng lừa đảo, láo liên tục mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói láo từ tin tức cho đến quảng cáo rặc láo nhưng cả nước đều hàng ngày nghe láo mà chẳng phản ứng gì lại cứ dán mắt mà xem thằng đi buôn nói láo đã đành ha vì họ lừa lọc để kiếm lời thế mà cô hiệu trưởng nhà trẻ anh hiệu trưởng trường cấp 3, ông hiệu trưởng trường đại học cũng truyền nói láo thực phẩm cho các cháu có giỏi cô hiệu trưởng chối quanh các cháu học sinh đánh nhau như du côn, làm tình với nhau ở trong nhà trường. Anh hiệu trưởng bảo là không phải. Tảng bê tông rớt chết sinh viên. Ông hiệu trưởng bảo là tự tử. Thế rồi, tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn, tiền hàng đống đã lót tay bộ phận chức năng để rồi để lâu cứt trâu hoa buồn. Mấy ngày lãnh đạo càng nói láo tận Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi. Chứ kể mấy sếp nhà ta mà phát biểu láo thì thành chuyện dài nhiều tập ấy. Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện hưng vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến vận mệnh quốc gia. Thế nhưng mà, dân toàn nghe láo. Kẻ thù mang tham vọng, âm mưu để biến nước ta thành trừ hầu. Chuyện này rõ như ban ngày ai cũng thấy, ai cũng hiểu. Thế mà các quan toàn nói tào lao láo lếu. Đến chuyện Phọc Mô Sa, khi biển nhiễm độc cá chết, các quan bày lắm cái trò láo để mị dân lấp liếm tội ác của thủ phạm, tuyên bố họp báo trình diễn ăn hải sản ở trần tắm biển tất cả đều rặc láo. Đến chuyện mấy cái bot bẩn với các cái trạm đặt không đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, các quan ở Bộ Giao thông lại được dịp nói láo tuyên bố rùm beng để mà binh vực những cái tập đoàn và cá nhân vi phạm. Khi cái vụ thuốc giả của VN Pharma nổ ra, cả một hệ thống truyền thông của Bộ Y tế kể các quan chức cấp bộ đều tuyên bố láo, tìm mọi cách để mà che giấu tội ác của những cái tên buôn bán thuốc giả. Rừng sơn trà quý hiếm, các ông vì tư lợi cá nhân ra lệnh xây cất, chấp nhận nhiều dự án khai thác. Các nhà chuyên môn, nhân dân phản ứng dữ quá, các ông bắt đầu chiến dịch nói láo, chạy quanh để mà tìm kế hoảng bình. Đến cái chuyện cá nhân của các quan chỉ lại càng nói láo tợn. Ông Bí Thư xây biệt phủ như cung điện của vua chúa ở cái xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ, cho đến cái ông giám đốc môi trường xây biệt phủ mênh mông ở cái xứ lắm rừng, rồi đến cái ông lãnh đạo ngành ngân hàng với những cái dãy nhà hoành tráng trên miếng đất hàng ngàn thước vuông. Tất cả đều cho rằng do sức lao động cực lực mà có. Kẻ thì nuôi gà trong cây, anh thì bảo là chạy xe ôm đến khóc cả người, người thì bảo là nhờ bán chổi trồng rau, kẻ khác thì bảo là nhờ tiền của con dù. Ấy da, Nhờ tiền của con. Dù con chẳng làm gì ra tiền và con đứa thì mới có 19 tuổi à. Lương thì chẳng bao nhiêu mà quang nào cũng villa trong này và ngoài này. Tức là villa trong nước và ngoài nước, nhà nghỉ ở trên núi này, nhà mát ở dưới biển này, lâu đài này, nhà to này ở nước ngoài này con cái ăn chơi như các công tử tiểu thư quý tộc. Các bà vợ thì cứ như các mệnh phụ chỉ xài đồ dùng ở nước ngoài, đi shopping ở các cái mall lớn ở nước ngoài như đi chợ. Thế nhưng các ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc đồng bào và luôn luôn nhắc nhở đất nước này còn nghèo phải học tập ông này, ông nọ, cụ nọ, cụ kia để mà có đạo đức sáng người. Các lãnh đạo xem rừng như sân nhà mình phá nát không còn gì. Một cây có đường kính 1 mét phải mất trăm năm mới hình thành, Lâm Tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ. Hàng trăm chiếc xe chạy từ rừng chở hàng ngàn mét khối. Mét khối, mét khối gỗ đó thưa quý vị. Chỉ cần đóng cho kiểm lâm có 400.000 đồng là qua trạm. 400.000 đồng cho một chiếc xe chở biết bao nhiêu mét khối gỗ. Chỉ có 400.000 đồng là qua trạm được thôi. Như vậy rừng không nát mới là lạ. Khi rừng không còn, lệnh đóng rừng ban ra thì các lãnh đạo địa phương toàn báo cáo láo với chính phủ và có nơi tìm cách tiếp tục vét cú chót bằng cách làm trắng những cái cánh rừng còn lại. Rừng bị tận diệt vì cái nạn phá rừng. Rừng còn bị hủy diệt bởi những cái dự án thủy điện. Tất cả đều có sự tiếp tay của các quan và ban ngành chức năng của địa phương. Rừng không còn, lũ về gây tang thương chết chóc, đê vỡ khiến nhà cửa tài sản trôi theo dòng nước. Các quan cho là xả lũ đúng quy trình, bão chưa tới, lũ chưa về, các quan tỉnh đã ngồi với nhau viết báo cáo thiệt hại để mà xin trợ cấp. Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to xe đẹp. Còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồ tổ quốc, khắp thang cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao vân vân. Còn biết bao nhiêu chuyện láo không kể xiết À, ngay cả thầy tu các bậc tu hành cũng làm trò láo để mà quảng cáo chùa của mình, để thêm nhiều khách cúng bái, để thùng phước sương thêm đầy, để nhà thờ của mình thêm tín hữu. Chúa Phật đành bỏ ngôi cao mà đi khi thấy những cái kẻ đại diện mình đến với mọi người bằng những điều xạo trá. Chúng ta đang ở trong một cái thời đại láo toàn tập, láo từ trung ương đến địa phương, láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân, láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội tất cả đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh. Hơn nữa, vì sự thật bi đát quá, đành láo để mà khỏa lấp, hy vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết, nên cái chuyện láo nó trở thành trơ trẻn. Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau, và cái chuyện láo trở thành bình thường. Láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi, thêm danh. Và rồi, láo đã trở thành một nếp sống. Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo. Ở nhà trường nghe thầy cô nói láo, ra đời nghe thiên hạ nói láo, về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ, mở máy nghe, nhìn cũng rặc điều láo. Một nền văn hóa láo đã nảy sinh và phát triển. Hỏi làm sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo? Ôi dồi ôi. nghe láo láo từ đầu bài đến cuối bài mà anh Chi chóng hết cả mặt thưa quý vị. Không còn thấy tương lai nào nữa. Nghĩ cũng buồn hết. Vừa rồi là bài viết của bác sĩ Đỗ Duy Ngọc. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.